trên là nếu mà bạn tìm hiểu thì họ tới chợ sẽ đến tới cầu sắt đó. Và nếu lùi về đó là về làng hoa của mình nha. Các bạn nhìn hai bên bờ của đồng cỏ dại. Đường đi chạy xe dọc cái con đường nằm dọc cái dòng thời gian nha cả nhà. Đó chúng ta là người ta tập kết phân với qua mà chở đi phố qua cánh lờ nhà đó. Phía trên là cái cầu hồi nãy, phía trên đó lúc đó cái cầu đó, đó cái cầu phía trên chúng ta là cái nhà. Mùa này là mùa nước lên nhưng mà năm nay nước nó như vậy là không có lên nha cả nhà. Xa xa là cái cầu sắt quay. Cái cầu này là qua tới là quận 1 rồi. Đây là mình qua tới chợ Sa Đéc nha cả nhà, cũng là dòng thời gian nha đó, phía trên là cầu sắt nha. Khu vực bên kia là khu vực quận 4 nha cả nhà. Đây. Khu vực này là khu vực chợ Sa Đéc nha đó, phía xa xa các bạn thấy là chợ Sa Đéc.
gắn liền với cái thành phố Sa Đéc này từ lúc xa xưa nha. Có một bộ phim mà được mang tên là Người Tình Này nha. Mình sẽ có một cái bộ video nói về cái nhà này, và cái trường mà trường học mà hiện tại giờ vẫn còn ở Sa Đéc, thì bây giờ là Sa Đéc tiếp giáp với sông Tiền nha cả nhà. Đây là con sông Tiền chạy qua thành phố Sa Đéc. Thank you.
nhớ công lập này gạch gì không? Đây là công lập Cái Sơn nha cả nhà. Cái cầu Cái Sơn một, cái cầu cổ đã bị hư nha, đang tiến hành sửa chữa. Đây cầu mới luôn cả nhà. Đây là cái dòng mà đây là Cái Sơn ở trong cái đấy. Cái Sơn này đã gắn liền tuổi thơ với bao nhiêu thế hệ nha cả nhà. Đây là cái cầu Cái Sơn 2. Bạn thấy đó là cầu cái Cái Sơn 3 đây cả nhà. Đây, Cái Sơn nó gắn liền với tuổi thơ của mình nhiều lắm. Ngày xưa mình từng giữ chuồng mà theo mẹ ra dạy giữ chuồng ở tại chỗ này. Đi về cái dòng xe nha. Đây là trên mặt tiền của trên mặt đường của cầu Cái Sơn 2. Đường Trần Hưng Đạo nha cả nhà. Đây là cầu Cái Sơn 4 nha cả nhà. Đây là rạch Cái Sơn mà nói dài từ ở ngoài sông Sa Giang đó, chạy dài vô tới đây. Tới đây là cầu Cái Sơn 4 nha. Đó, trên bờ là có chùa Kim Quê nha. Chạy dài một hồi là mình đi vô tới cái cầu Đốt bên kia nha nha. Là tới chợ cầu Đốt rồi bắt đầu là nó từ từ nó ra ngoại ô thành phố luôn.